Brad Pitt giới thiệu tình mới với 6 con, mặc kệ thái độ của vợ cũ Angelina Jolie. Mặc dù Brad Pitt và Angelina Jolie đã ly hôn, nhưng những rắc rối trong cuộc hôn nhân thì vẫn còn tồn tại. Một nguồn tin thân cận với nam diễn viên tiết lộ rằng Brad Pitt và Agnes đang nghiêm túc trong mối quan hệ và anh là sự hỗ trợ to lớn cho cô trong cuộc ly hôn với chồng cũ, Paul Wesley. Nam diễn viên 59 tuổi đã bắt đầu hẹn hò với Agnes Derman, 29 tuổi từ tháng 11 năm 2022. Và theo nguồn tin thân cận của Brad, cặp đôi trở nên vô cùng thân thiết trong 3 tháng qua. Tiết lộ riêng với Daily Mail, người trong cuộc cho biết Brad Pitt hiện đã giới thiệu Agnes với hầu hết 6 đứa con của anh. Người này cũng cho hay nam diễn viên và bạn gái mới chính là nguồn động lực hỗ trợ cho nhau khi cả hai cùng vướng những ồn ào ly hôn. Chồng cũ của Agnes Derman, Paul Wesley, 40 tuổi, chính thức đệ đơn ly hôn vào ngày 17 tháng 2, 5 tháng sau khi người phát ngôn xác nhận việc chia tay của họ. Quyết định chia tay là của cả hai và xảy ra cách đây 5 tháng. Họ yêu cầu quyền riêng tư vào thời điểm này, người đại diện cho biết. Agnes và Paul không có con chung nên có khả năng vụ ly hôn của họ sẽ ít phức tạp hơn so với vụ ly hôn của Brad Pitt khi mà cuộc chiến giành quyền nuôi con kéo dài với Angelina vẫn chưa dừng lại. Tuy nhiên, nguồn tin cho biết Brad Pitt nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ Agnes trong cuộc chiến pháp lý đang diễn ra với Angelina, ngay cả khi cô cũng đang giải quyết sự đổ vỡ trong cuộc hôn nhân của mình. Khi được hỏi Angelina sẽ nghĩ gì về mối quan hệ lãng mạn giữa Brad Pitt và Agnes, nguồn tin khẳng định nam diễn viên không quan tâm những gì vợ cũ nghĩ. Brad đặc biệt không quan tâm đến những gì Angelina nghĩ. Trên thực tế, Brad muốn cô ấy biết rằng anh đang hạnh phúc bên người khác, nguồn tin tiết lộ. Không những thế, nam diễn viên cũng không lo lắng về chồng cũ của Agnes. Brad không quan tâm Paul nghĩ gì về anh ấy, cũng như Paul nghĩ gì về mối quan hệ tình cảm với Agnes, nguồn tin chia sẻ. Brad Pitt và Agnes làm dấy lên tin đồn tình cảm vào tháng 11 năm ngoái, sau khi cả hai bị bắt gặp đi cùng nhau tại một buổi hòa nhạc ở Los Angeles. Các nguồn tin nói với People vào thời điểm đó rằng cả hai thực sự đã hẹn hò vài tháng trước đó. Trong ngày Valentine, Brad Pitt thể hiện tình cảm bằng cách gửi cho cô một bó hoa mẫu đơn cùng một chiếc bánh mì baguette. Về phía Angelina Jolie, cô cũng không mảy may gì với mối tình của chồng cũ. Mới đây, nữ diễn viên xuất hiện như nữ thần tại sân bay JFK ở NYC. Một ngày sau đó, nữ diễn viên 47 tuổi dành thời gian quý báu của mình để đi chơi với con gái Zahara tại thành phố New York. Nói về mối quan hệ của Brad Pitt và những đứa con với Angelina Jolie, có một điều chắc chắn rằng sau tuyên bố ly hôn Angelina Jolie vào năm 2016, Brad Pitt chưa bao giờ công khai chụp ảnh quay quần bên đủ 6 đứa con là Maddox, Fatin, Zahara, Chandler và cặp song sinh Vivian Knox. Nhiều nguồn tin tiết lộ tình cảm cho con họ bị rạn nứt, Maddox và Fatin đã không nói chuyện với Pitt một thời gian khá dài. Dẫu vậy, sau phim Babylon vẫn nỗ lực tìm cách hàn gắn với đám trẻ. Us Weekly cho biết, Brad thất vọng vì không được gần gũi con hơn, anh coi mâu thuẫn với Maddox là mất mát lớn. Tháng 10 năm 2019, Jolie đưa Maddox sang Hàn Quốc nhập học. Khi được tờ Intouch hỏi về mối quan hệ với cha nuôi có chấm dứt như thông tin báo chí đăng tải hay không, chàng trai gốc Campuchia chỉ trả lời ngắn gọn, điều gì xảy ra phải xảy ra thôi. Không chỉ ngầm thừa nhận mâu thuẫn với cha nuôi, Maddox còn muốn xóa họ Pitt khỏi tên. Chàng trai 21 tuổi đã không dùng họ Pitt trong các văn bản hành chính vì muốn đổi họ thành Jolie một cách hợp pháp. Thậm chí năm ngoái, Us Weekly đưa tin con trai lớn đề nghị được ra tòa làm chứng chống lại Pitt trong cuộc chiến ly hôn của cha mẹ mình. Tuy nhiên, tới tháng 7 năm ngoái, nguồn tin thân cận với Pitt cho hay khi trưởng thành hơn, đám trẻ đang nghĩ khác đi, chúng cần tình cảm của cha nhiều hơn. Cha con họ gặp gỡ nhau liên tục nhưng không rõ có sự xuất hiện của Maddox và Fatin hay không. Người này nói, Brad đưa các con đi ăn tối khi chúng tới Los Angeles. Anh ấy cố gắng gặp đám trẻ thường xuyên nhất có thể, dù chúng ở đâu đi chăng nữa. Vào sinh nhật của cặp song sinh Vivian Knox, Brad đã đáp chuyến bay sang Italy, tạo bất ngờ cho hai con. Nam diễn viên còn công khai gửi lời chúc mừng sinh nhật Chandler. Theo tài liệu The Teen thu được, tài tử Hollywood không ép các con làm bất cứ điều gì trái với ý muốn của chúng. Vì vậy, việc Chandler, Zahara hay Vivian Knox đến thăm cha mình là hoàn toàn tự nguyện. Đám trẻ cảm thấy hạnh phúc khi được cha ủng hộ hết mình. Bây giờ chúng đã đủ lớn để trở thành hình tượng mà chúng muốn theo đuổi. Brad không yêu cầu các con phải giỏi lĩnh vực này hay làm tốt công việc khác. E! News dẫn lời người thân của Pitt chia sẻ.